Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Và đây cũng là động lực để giúp kênh Thành Đô Vlog sản xuất ra được nhiều video để phục vụ các em hơn Và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa Toán lớp 5 trang 18-19 bài ôn tập và bổ sung về giải toán. A nhỏ, ví dụ. Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ. Kem quan sát bảng dưới đây. Thời gian đi. Quãng đường đi được. Thời gian đi là 1 giờ. Đi được 4 km. Quãng đường đi được là 4 km. Như vậy, 2 giờ, các em cộng thêm 1 giờ nữa, các em được 2 giờ thì quãng đường đi được sẽ là 4 km cộng thêm 4 km bằng 8 km. Thời gian đi là 3 giờ. 2 giờ cộng thêm 1 giờ là 3 giờ. Thì quãng đường đi được là 8 km cộng thêm 4 km bằng 12 km. Như vậy các em thấy là 1 giờ đi được 4 km. 2 giờ đi được 8 km. 2 giờ gấp 1 giờ số lần là 2 chia 1 bằng 2. 2 giờ gấp 1 giờ là 2 lần. Quãng đường đi được là 8 chia 4 bằng 2. 8 km gấp 4 km là 2 lần. Tương tự, 1 giờ đi được 4 km. 3 giờ đi được 12 km. 3 giờ gấp 1 giờ là 3 chia 1 bằng 3. 12 km gấp 4 km là 12 chia 4 bằng 3 thời gian gấp 3 lần thì quãng đường đi được cũng gấp 3 lần. Thời gian gấp 2 lần thì quãng đường đi được cũng gấp 2 lần. Như vậy chúng ta có nhận xét là khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Các em sang phần B nhỏ bài toán. Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được tất cả bao nhiêu km? Đầu tiên, chúng ta tóm tắt nội dung của bài toán. 2 giờ đi được 90 km. 4 giờ đi được bao nhiêu km? Ở đây các em biết là như ở ví dụ A. Như ở ví dụ A, muốn biết là 2 giờ đi được bao nhiêu km, 3 giờ đi được bao nhiêu km thì các em phải tìm được là 1 giờ đi được bao nhiêu km. Bây giờ các em áp dụng vào bài toán này, muốn biết 4 giờ đi được bao nhiêu km thì các em phải tìm là 1 giờ đi được bao nhiêu km. Sau đó các em gấp lên 4 lần thì các em tìm được là 4 giờ đi được bao nhiêu km. Cách 1, các em giải bài toán này theo cách 1. Thì muốn biết 1 giờ đi được bao nhiêu km thì các em dựa vào đâu? Các em dựa vào chi tiết của bài toán là 2 giờ đi được 90 km. 2 giờ đi được 90 km thì quãng đường 1 giờ đi được xe là 90 chia cho 2. Trong 1 giờ ô tô đi được là 2 giờ đi được 90 km thì 1 giờ đi được xe là 90 chia cho 2 và bằng 45 km. Quãng đường đi được trong 1 giờ sẽ bằng nửa quãng đường đi được trong 2 giờ. Rồi 1 giờ thì đi được là 45 km Như vậy 4 giờ đi được bao nhiêu km Trong 4 giờ ô tô đi được là 1 giờ đi được 45 km 4 giờ thì các em gấp lên 4 lần Bởi vì là thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần Các em lấy 45 x 4 bằng 180 km và ở đây cái đáp số là 180 km. Thì cái bước 90 chia cho 2 bằng 45 km này. Trong 1 giờ ô tô đi được là 90 chia cho 2 bằng 45 km này. Thì cái bước này người ta gọi là bước rút về đơn vị. Rút về đơn vị là 1 giờ đi được bao nhiêu km. Sau đó các em mới tìm ra là 4 giờ đi được bao nhiêu km. Giải bài toán theo cách 1 này. Người ta gọi là Giải bài toán theo cách rút về đơn vị. Rồi, tiếp theo. Các em giải bài toán theo cách 2. Các em biết là 2 giờ đi được 90 km thì 4 giờ đi được bao nhiêu km? Đầu tiên, các em so sánh xem 4 giờ nó gấp 2 giờ bao nhiêu lần? 4 giờ gấp 2 giờ số lần là 4 chia 2 bằng 2 lần. Thời gian gấp lên 2 lần thì quãng đường đi được cũng phải gấp lên 2 lần. Trong 4 giờ ô tô đi được là 2 giờ đi được 90 km, như vậy 4 giờ đi được là 90 nhân với 2. Bởi vì thời gian gấp 2 lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên 2 lần. 90 nhân 2 bằng 180 km và các em có đáp số là 180 km. Thì 4 giờ gấp 2 giờ số lần là 4 chia 2 bằng 2 lần. Cái bước này người ta gọi là bước tìm tỉ số. Tìm tỉ số. Như vậy giải một bài toán chúng ta có thể áp dụng theo hai cách. Cách thứ nhất là rút về đơn vị và cách thứ hai là các em tìm tỷ số. Bây giờ mời các em vào phần bài tập. Đầu tiên các em làm bài tập số 1. Mua 5 mét vải hết 80.000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải loại đó hết bao nhiêu tiền? Các em nhớ là 7 mét vải cùng loại. Còn khác loại thì số tiền nó sẽ khác đi, giá tiền nó khác đi. Cùng loại thì các em có thể hiểu là cùng giá tiền Cùng giá tiền Mua 5 mét vải hết 80.000 đồng Mua 7 mét vải cùng loại hết bao nhiêu tiền Đầu tiên các em tóm tắt nội dung bài toán 5 mét vải hết 80.000 đồng 7 mét vải hết bao nhiêu đồng Thì bài toán này các em giải như thế nào 5 mét vải hết 80.000 đồng 7 mét vải hết bao nhiêu tiền Muốn tính được 7m vải hết bao nhiêu tiền thì các em phải tìm được là 1m vải, giá 1m vải là bao nhiêu tiền Tức là các em giải bài toán theo cách rút về đơn vị Các em rút về đơn vị là 1m hết bao nhiêu đồng Số tiền mua 1 mét vải là 5m hết 80.000 đồng 1m thì chỉ bằng 1 phần 5 số tiền thôi Tức là các em lấy 80.000 chia cho 5. Lấy 80.000 đồng chia cho 5. 80.000 chia cho 5 bằng 16.000 đồng. Như vậy giá 1 mét vải là 16.000 đồng. 7 mét vải sẽ là 16.000 x 7. Số tiền mua 7 mét vải cùng loại là Các em nhớ là số mét vải gấp lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng gấp lên bấy nhiêu lần. 7 mét vải gấp 1 mét vải là mấy lần? Là 7 lần. Mà 1 mét vải giá 16.000 thì 7 mét vải sẽ giá sẽ là 16.000 x 7 và bằng 112.000 đồng. Như vậy các em có đáp số là 112.000 đồng. Nó cũng giống như là quãng đường và thời gian thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được sẽ gấp lên bấy nhiêu lần. Ở đây số mét vải gấp lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Các em không so sánh được 7 mét gấp 5 mét là bao nhiêu lần thì các em so sánh xem 7 mét gấp 1 mét là bao nhiêu lần. 7 mét gấp 1 mét tất nhiên là 7 lần rồi. Tức là đầu tiên các em phải tìm được là số tiền mua 1 mét vải là bao nhiêu. Sau đó các em gấp lên 7 lần. Một viết vải mua hết 16.000 đồng. 7 viết vải mua hết 16.000 x 7 bằng 112.000 đồng. Bây giờ các em sang bài 2. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1.200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? Chúng ta tóm tắt nội dung của bài toán. 3 ngày trồng được 1200 cây. 12 ngày trồng được bao nhiêu cây? Các em giải bài toán là như thế nào? Muốn biết 12 ngày trồng được bao nhiêu cây thì các em phải tìm được 1 ngày trồng được bao nhiêu cây. Tức là các em giải bài toán theo cách là rút về đơn vị. 1 ngày trồng được bao nhiêu cây? Sau đó các em sẽ tính được 12 ngày trồng được bao nhiêu cây. Cách 1 là các em giải bài toán theo cách rút về đơn vị. Một ngày, đội trồng rừng trồng được số cây thông là 3 ngày trồng được 1.200 cây. Như vậy một ngày thì chỉ trồng được 1 phần 3 thôi. Lấy 1.200 chia 3 bằng 400 cây. Một ngày trồng được 400 cây. 12 ngày thì nó gấp một ngày là 12 lần. Số ngày gấp lên bao nhiêu lần thì số cây trồng được cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Trong 12 ngày, đội đó trồng được số cây là các em gấp lên 12 lần, 400 cây gấp lên 12. 400 x 12 bằng 4800 cây. Và các em có đáp số là 4800 cây. Và bây giờ các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai là cách tìm tỉ số. Các em tìm xem 12 ngày nó gấp 3 ngày là bao nhiêu lần? 12 chia 3 bằng 4, 12 ngày gấp 3 ngày là 4 lần. Thời gian gấp lên 4 lần, số ngày gấp lên 4 lần thì số cây trồng được cũng gấp lên 4 lần, gấp lên 4 lần của 3 ngày. Cách 2 là các em giải bài toán theo cách là tìm tỉ số. 12 ngày gấp 3 ngày số lần là 12 chia 3 bằng 4 lần. Số ngày gấp lên 4 lần Thì Số cây trồng được cũng phải gấp lên 4 lần Trong 12 ngày Đội trồng rừng trồng được số cây là Các em nhớ là Số cây trồng được gấp lên 4 lần Số cây trồng được của Của 3 ngày 3 ngày trồng được là Là 1.200 cây Ở đây Số ngày gấp lên 4 lần Thì các em lấy số cây là 1.200 x 4 Số cây gấp lên 4 lần Bằng 4.800 cây Như vậy các em có đáp số là 4.800 cây Tiếp theo các em sang bài 3 Số dân ở một xã hiện nay có 4.000 người A nhỏ Với mức tăng hàng năm Là cứ 1.000 người Thì tăng thêm 21 người Hãy tính xem một năm sau Số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người Câu B nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1.000 người chỉ tăng 15 người thôi thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người đầu tiên các em tóm tắt nội dung của bài toán a nhỏ hàng năm là cứ 1.000 người tăng 21 người như vậy số dân của xã đó là 4.000 người thì 4.000 người tăng thêm bao nhiêu người 1.000 người tăng 21 người 4.000 người tăng bao nhiêu người? Câu B. Người ta hạ mức tăng xuống là 15 người. 1.000 người. Lúc trước thì tăng 21 người. Thì ở đây 1.000 người bây giờ chỉ tăng 15 người thôi. Như vậy với số dân là 4.000 người thì tăng thêm bao nhiêu người? Như vậy các em giải bài toán này theo cách nào? Thì ở đây cách nào thuận tiện thì các em làm. Chúng ta có thể giải bài toán theo cách tìm tỷ số. Các em so sánh xem 4.000 người nó gấp 1.000 người là bao nhiêu lần? Câu E, 4.000 người gấp 1.000 người số lần là 4.000 chia 1.000 bằng 4 lần. Số dân gấp lên 4 lần thì số người tăng cũng phải gấp lên 4 lần. Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là em lấy 21 người em gấp lên 4 lần. 21 x 4 bằng 84 người. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Nếu hạ mức tăng dân số thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm là? Ở đây số dân vẫn là 4.000 người. Như vậy 4.000 gấp 1.000 là 4 lần. Số người tăng 1.000 người thì chỉ tăng 15 người thôi. Như vậy các em lấy 15 người các em gấp lên 4 lần. Lúc trước là 21 người gấp lên 4 lần thì bây giờ chỉ là 15 người gấp lên 4 lần. 15 x 4 bằng 60. Tức là bằng 60 người. Như vậy các em có đáp số câu A là 84 người và câu B là 60 người. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 5. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.